Dạ, em xin chào tất cả các nhà thủ đã quay lại với video mới của em nha. Thì hôm nay em gửi đến kênh 10 con máy câu hợp kim nguyên khối đến từ nội địa Nhật Bản nha. Và kèm theo đó là cước câu. Và hôm nay em có là thêm những mẫu cần câu ISO, cần câu lua, máy đứng, máy ngang. Và hai cái cán vợt, thêm 3 cái cần câu súp nha. Rồi, thì giá bên em báo chưa bao gồm phí ship mỗi phụ kiện và máy câu sẽ là 30.000. Còn về cần, em sẽ đóng ống nước đầy đủ cho mình. Về cần là 40.000 các anh nha. Những cây không có nắp chụp thì em sẽ hỗ trợ cho mình ạ. Bên em sẽ có ship code toàn quốc, các nhận hàng được kiểm tra. Đầu tiên thì em xin phép lên cước và cần trước. Cước thì cũng vậy nha. Hôm nay em sẽ lên cho mình hai mẫu. Thì ba mẫu ở đây thì đều là của hãng Bonsec ca. Thì cước ở đây em sẽ bán một tặng một cho mình ca. Em bán hai cuộn luôn nha. Đường kính 0.32, lực tải của nó là 12,1 kg và có 150 m trong cái cuộn này nha. Cước này là cước Mỹ ca, cước Mỹ ha. Và màu đỏ nâu, đỏ nâu. Cước này thì khi xuống nước nó chìm rất nhanh ca. Rất nhanh ha, và cái độ chống bị xước của nó cao lắm. Đây, cước này thì nó được có chắc một cái chất liệu có thể làm bền dây và chịu được những con cá hung dữ ha. Rồi, thông số cước là 0.32, lực tải 12,1 kg. Cước Mỹ ca, cước Mỹ nha. Made in Europe. Thì ở đây mã số là 1, giá bán là 119.000, hai cuộn, mã số 1 119.000. Sang mã số 2 cũng vậy nha. Đường kính con này thì 0.40, lực tải 17,5 kg. Dài 150 m một cuộn. Hai cuộn mã số 2, giá bán 119.000. Rồi sang mã số 3, cước Vít Gáp. Cước này các anh có thể dùng làm cước câu tay được nữa ha. Hoặc là câu máy câu tay đều được. Ở đây thì nó màu trắng và màu đen luôn cho mình. Đấy, trắng đen. Cước thông số là 0.22, lực tải là 6,15 kg ha. Là 6 kg 15 á các anh. 6,15 ha. Đấy. 0.22, 150 m một cuộn. Đằng sau thì có hướng dẫn mình buộc ha, mình mắc vào lưỡi. Đó, hướng dẫn thắt lưỡi. 1 2 3 4 1 2 3 4. Rồi, mã số 3 giá bán là 119.000. Số 3 119k ha. Có thể câu lua hoặc là mình câu câu tay. Rồi tiếp theo sẽ là cần câu. Cần câu mã số 4. Đầu tiên là một cái cần câu ISO khoen bế chiều dài 3m6. Hàng xuất xứ là Nhật Bản về luôn. Đến từ hãng Crossover. Tay cầm làm nhám còn nguyên rồi nè. Bát còn nguyên ha. Dài 36 cho cây cần. Và khoen bát của cần đều là khoen bát Fuji, khoen bát hãng hết ạ. Cái cần có 3 khoen chạy, ngọn cắp bên xoắn. Không lỗi lầm cho cây ngọn nha. Dài đẹp. Cần đẹp cho mình ca. Tổng cộng là nó có 4 lóng và bên trong cần đẹp, không có xước ha. Ra cần thẳng, độ cứng nảy cao, cứng 2-3. ISO khen bé. Đường kính ngọn là 1.3, trọng lượng 167 g. Mã số 4, giá là 380.000. Số 4 308. Hôm nay là video số 128 ca. Đó, số liên hệ thì em ghim trên màn hình. Anh nào cần đặt gì thì cứ liên hệ bên trên giúp em nha. Các anh ủng hộ giúp em lượt like, lượt chia sẻ với ạ. Cây tiếp theo sẽ là một cây cần của hãng Suzumi, chiều dài 4m5, độ cứng 2. Suzumi có tem vàng. Đây, tay cầm nó dính đất lâu ngày thôi, mình về mình đánh ra ha. Có bát Fuji nè. Đấy, bát Fuji. Màu cũng còn khá là đẹp. Chàng khuyên cần là Fuji hết ạ. Có 3 khuyên chạy bên trên và ngọn là carbon xoắn luôn. Cái này ngọn rộng các anh nhé. Độ cứng 2, ngọn rộng.
Đây, độ mới cao, phôi carbon sẵn. Rồi, căn này độ mới cao nha. Ngón căn 1.6, trọng lượng 206g, mã số 5, giá 430.000. Số 5 430. Rồi em sang số 6. Căn dài 4m5, độ cứng 1 của hãng Olympic, một dòng Kenturi Olympic, càng đẹp các anh. Đế nguyên vẹn luôn, còn siêu chưa xé luôn nè. Bát đời cao Fuji Stainless. Độ mới rất cao các anh, có tem vàng đầy đủ luôn. Hàng nội địa Nhật Bản luôn ha. Dàn khen bát đều là Fuji hết. Và có ngọn là ngọn đặc ha. Bao khen chạy ngọn đặc. Tháp Long Phụng. Tháp Long Phụng. Căng đẹp không lỗi lầm. Màu nước sơn như trong video các anh đang xem. Màu ghi và màu đen nha. Đường kính ngọn 0.7 ly, trọng lượng 165g, giá bán là 690.000, mã số 6, 690k. Sang mã 7 là một cây cần vip luôn các anh. Cây này là một cây của thương hiệu Daiwa, một cây hàng nội địa Nhật Bản, chiều dài cao là 6m3, độ cứng cần là 2. Daiwa Capo Whisker, một dòng phôi xoắn ít ha. Đấy. Hàng nội địa Nhật, Capo Whisker thì cái dòng phôi nó là xịn rồi các anh. Bát là bát vặn ha. Cái này là hàng đánh bắt cá lớn được. Một cây Daiwa có tem vàng đầy đủ. Nắp chụp Fuji STC đi kèm, hỗ trợ luồn dây luôn. Và có dàn khoen Fuji loại xíu xích ạ. Xíu xích hết nha. Cần thì nó có tổng là 4 khoen chạy bên trên và có ngọn là carbon sẵn. Cái cần này thì nó chỉ có xước nhẹ và điểm nhỏ thôi các anh, không vấn đề gì nha. Bên dưới lóng thứ 3 thì nó có thêm 2 khoen chạy nữa nè. Rồi, xuống bên dưới nha. Bên dưới thì sẽ là phôi xoắn ít hai da. Quay kỹ cho các anh xem hơn. Đó. Đấy. Rồi. Cây Daiwa này có ngọn là 1.1, trọng lượng 310g, giá bán là 1.750.000 các anh. Mã số 7, 1.750.000. Daiwa dài 6m3 là cái khổ hiếm nha. Rồi thêm cây số 8 này, em gửi đến các anh thêm một cây ISO nữa nha. Rồi sau đó sang cán vợt. Cây ISO tiếp theo là một cây cần câu ISO lóng ngắn, có chế độ zoom luôn, đi kèm là túi vải Daiwa luôn ha. Cây cần này là của thương hiệu Daiwa luôn. Cái căn này thì nó dài là 3m9 và nó có thể zoom được nha các anh. Nó zoom được hình như là 3m3 các anh. Zoom 3m3 tại đây. Và nó có đi kèm cái công nghệ carbon vitron của Daiwa luôn. Ngoại hình bên dưới nó có mắc một ít phần này nè ha. Nó có xước qua. Bát là bát vặn Fuji. Đây, cái dòng chữ của nó rất là đẹp. Đây là hàng xịn, hàng tốt cho mình nha. VGH Daiwa, bạn China xuất thị trường Nhật ca. Có mã code ha. Này có đi kèm nắp chụp này là nắp chụp rất là tốt ha. Nắp chụp này là nắp chụp xịn, tốt hơn STC. Dàn khoen cần Fuji loại xứ xích ạ. Nó có vài điểm nó bay màu này ca. Hàng đã qua sử dụng rồi ha. Không bị lỗi nha. Ở đây là phần mực đen, không bị lỗi nha. Không hủy lỗi. Đâu rồi. Mực đen nó dính ha, không bị lỗi. Có chế độ zoom tại đây.
Cái phôi nó phôi Vitron rất là xịn luôn các anh, nó không bị lỗi đâu. Nó chỉ cũ thế thời gian thôi ha. Đầu bu còn đẹp nè, rất là sáng. Ngọn nè. Phôi nó sẵn đều luôn, sẵn nổi hết. Đó, tra cần là siêu thẳng và siêu cứng luôn các ha. Nó nếu mà cứng so với cần tay á, nó trên 6H ha. Cây này thì khoảng 5-6H so với cần tay nha các. Ok, 5-6H so với cần tay. Rồi, ngọn cần 1.2, trọng lượng 160g, thu gọn 75cm. Cây này mã số 8, giá 1.650.000. Giá cũ nha, mã số 8 1.650.000. Rồi sang mã số 9 là cần là cán vợt các. Cán vợt nha. Cái cán vợt này hiện tại là 4m1 và có thể zoom xuống 3m1 ạ. Các anh có thể dùng hai khổ khác nhau. Có sẵn một cái dây quai sắt luôn nè. Cây này chất liệu là carbon nha. Đó. Đến từ hãng Suzumi luôn á các. Cán vợt của Suzumi. Đây, cái phần vặn đây nè các. Đó, có thể rút ra 4m1 hoặc là thu về 3m6 nha. À 3m1 nha. Và ngoại hình nước sơn của nó có mấy cái đốm đỏ nè. Đó, nó làm cái ngoại hình của nó sơn đó, ha. Sơn đốm đỏ. Đây, sơn đốm đỏ. Đẹp ha. Có con gen là sẽ là gen trên 10 ly nha, trên 10 ly. Có đầu semi chống nổ luôn. Cái này là hàng tốt cho mình các. Da cứng cáp và có thể zoom được nữa, zoom size được nữa ha. Đấy, zoom size. Cán vợt carbon, chất liệu carbon. Cái này thì em bán là giá 600.000 nha ca, 600 cho mã số 9, 600k. Cái tiếp theo mã số 10 là một cây dài 4m9 cho mình ạ. À, có một cái vai sách luôn ha, vai đeo luôn. Cái này 4m9, chất liệu carbon, hàng Nhật Bản. À, carbon ha. Có con gen là trên 10 ly luôn nha. Đấy. Các anh về nếu mà không hợp với cái mặt vợt của mình thì các anh ra ngoài tiệm á, mình bỏ 20-30 ra để thợ người ta đổ cho mình nha các anh. Hoặc là các anh về các độ chế gì đó, ở đây có xước dầm nước sơn nè ha. Hiện tại là nó dài 49 cho mình. Mã số 11 giá 500, 500k. Rồi em sang mã 12 là một cái cần câu lua ngắn, nhưng mà cái này là ngắn mà có vỏ luôn các. Cái này là một cây Bendai 1999 nha. Bạn Korea xuất thị trường Nhật và cái này chiều dài của nó là 6m5 nha các. Để em tí nha, em đo lại cái chiều dài cây này. Cái này khoảng 6m5 thôi, cái này ngắn lắm nhưng mà đi kèm là dạng khoen Fuji luôn các. Nó có chất liệu là phôi carbon pha phíp cho mình ạ. Rồi, cái này dài 1m4 thôi các. 1m4 cho một cây cần lưu này. Và độ cứng của nó là ML. Cứng ML, có tem vàng đây. Cái tem nè. Đẹp ha. Tay cầm cán mút. Một cây cần câu lưu các anh gắn máy đứng hoặc là máy ngang tùy các anh. Có dàn khoen đều là Fuji hết đó. Fuji ha. Đó. Loại khoen tốt cho mình. Rồi, ok. Cái này thì nó có lực tải đây ạ. 5g đến 15g. Rồi, 14 đến 10 pound ha. Từ 2 đến 5 kg cho mình. Có ngọn 1.7, trọng lượng là 80g. Cái này giá 280.000. Mã 11, 280. Rồi, em sang mã 12. Sẽ là một cây cần tốt cho mình, cần xịn luôn. Có đi kèm một túi vải. Cái này là một cây của Daiwa, một dòng Daiwa Phantom Cross Capo. Cây này phôi toàn thân là xoắn ít hai da luôn các. Màu phần này là phần màu đen nha và chữ trắng. Chiều dài 1m68, tải mồi 4 đến 14 gram và tải cá là từ 2 đến 5 kg ha. Cây này action là light, là action L, độ cứng L. Toàn thân là phôi xoắn ít hai da.
Đây, xoắn ít thầy ra. Có bát vặn, khoen Fuji. Có tem vàng đầy đủ. Xuất xứ là Made in Taiwan DOC nha. Đây, càng đẹp. Chất lượng cao luôn các anh. Đó, các anh đánh cá nhỏ, cá lớn đều được nha. Anh nào muốn đánh cá lớn chơi cảm giác thì mình dùng những dòng này. Có thể chơi được. Càng tốt thì mình chơi thoải mái. Cái này ngọn 1.8, trọng lượng 89g, giá bán là 650. Mã 13, 650.000 ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình. Số điện thoại là 03567 76692. Cái tiếp theo em gửi đến các anh những cây mà hiếm ha. Cây này là độ cứng UL, dài 1m98. Đấy. Cái này tải mồi được 0,8 đến 7 gram. Tải cá là khoảng trên dưới 3 kg nha. Đấy. Cái này cho các anh lưu mương, lưu suối, lưu đầm. Lưu cảm giác. Có dàn khoen là khoen hạng, cộng bát sẽ là bát Fuji. Cái này còn nguyên vẹn nha các anh. Độ mới thì nó rơi khoảng chừng là gần 80% tầm đó. Và cái cần thì nó còn nguyên. Được cái là cái đế nó đẹp. Đế gỗ bằng đẹp, cứng cắp. Tay cầm mút cứng luôn ha. Phôi chất liệu là carbon. Độ cứng UL. Anh nào chơi UL thì mình chơi ha. Cái này thì giá bán là 480k, 480.000. Mã 14. Sang mã 15. Cái này đánh bình thường nè, các anh có thể tập chơi. Cái này cũng thuộc một dòng phôi carbon của Suzumi, thuộc bản China xuất Nhật. Đây, thương hiệu Nhật ha, xuất xứ thì China. Cái này thì dài là 1m8, tải mồi 3 đến 10 gram, lực tải là trên dưới 5 kg. Và cái này cứng ML cho mình. Có dàn khoen bát hạng, khoen còn sáng. Đấy, ok hết ha. Cần 1m8. Chất liệu là glass capo, tầm fit và carbon, tỷ lệ carbon nó cũng khá là cao ha. Cái này thì ngọn 2.4, trọng lượng 123g, giá bán là 250. Rồi, mã 16, 250k. Em sang mã 17. 17 là một cây cần lưu Suzumi, chiều dài 1m8, độ cứng ML. Cái này là bản đời thấp ha. Có tay cò cán súng nằm bên dưới. Đấy. Có bát là bát vặn Fuji Japan rồi. Dàn khoen là dàn khoen Fuji luôn ha. Có phôi là phôi carbon xoắn. Và hàng xuất xứ là nội địa Nhật Bản. Có hình cây dừa đây nè các. Cái cây thông ấy. Đấy, độ mới còn cao nha các. Hàng cũ nhưng mà đẹp. Anh nào muốn sưu tầm thì mình mua nha. Đấy, còn đẹp luôn. Còn sáng bóng. Cái căn này độ cứng là ML các. Thuộc hàng Suzumi. Có ngọn là 1.9, trọng lượng 164g. Giá bán của cây này là 386k nha. Số phát tài cho mình. Mã số 17, 386. Sang 18, gửi đến các anh một cái cần VIP đây. Cái cần này là hạng Mazu Crab. Chiều dài 2m1, độ cứng hắc lặng các. Cái này các anh tải mồi được 3/8 đến 1, nhân thêm 1/2 OZ nữa nha. Đấy, 1 OZ thì các anh được 28g. Ở đây 1 nhân 1/2. Và lực tải cây cần này là 25 pound lận các. Khoảng mười mấy ký lận ha. Rồi, Mazu Crab các. Nó sẽ là hàng chính hãng của Mazu Crab, Nhật hoặc là China sản xuất. Nó không có in các anh nha. Cái mẫu này nó không in. Nó có tên, tuổi đầy đủ. Các anh muốn biết giá cả, muốn biết chất liệu cần thì các anh gõ tên tuổi nó là sẽ ra nha. Các anh cứ chụp màn hình lại là xem. Cái này nó còn nguyên vẹn từ gốc tới ngọn luôn, không một chút lỗi lầm. Khoen là khoen Fuji 6. Đây, khoen đẹp sáng hết ha. Đấy. Nguyên vẹn từ gốc tới ngọn. Độ cứng rất cao, cái này cứng hắc cho các anh đánh bạo lực. Câu cá lớn. Cái này ngọn là 2.7 ly, trọng lượng 163g. Giá bán là 1.150.000. Mã 18, 1.150.000. Rồi em sang mã 19 là cần câu súp. Cho các anh về câu đơn ngâm lăng xê. Đánh sông hồ thoải mái. Cái cần này chất liệu carbon.
chiều dài 39 nha. Khuyên bát là khuyên bát hạng. Cái bát này thì các anh gắn máy nhỏ máy lớn đều được. Và cái này có dàn khuyên là dàn khuyên hạng luôn. Đấy, khuyên còn chắc chắn, không bị lỗi lầm. Hai khuyên chạy. Này đánh sông hồ thoải mái luôn các anh. Anh nào câu lâu ngày, lâu rồi, đã câu nhiều hoặc là mới tập câu đều chơi được hết. Mới tập câu mình chơi những dòng cứng như vậy cũng ngon nè các. Cái này ngọn 2.3, trọng lượng 326g, giá bán là 200.000. Mã 19, 200.000. Ấy, em nhầm, 500 chứ các đâu can. Cái này 500 nha, cái này carbon 500. Mã 19 ạ. À. Rồi sang mã 20, một cây của hãng Perdomadine. Chiều dài 36, độ cứng 25. Đấy, khoen bát cũng là hạng luôn. Chất liệu thì sẽ là carbon. Đấy. Hai khoen chạy bên trên. Này ngọn khá là to, ngọn 2.8 ly. Đấy. Tải mồi nặng hơn được ha. Da căng thẳng, độ cứng cao, đánh cá lớn thoải mái. Rồi, cái cần này thì có trọng lượng là 339g, giá bán là 650, mã 20, 650.000. Rồi, tiếp theo em gửi đến các anh một cây mẫu súp của Ryobi. Cây này dài 4m25, độ cứng là 25. Và nó có tổng cộng là 4 lóng nha các anh. Xuất xứ cây này là Korea, xuất thị trường Nhật, có tem vàng đầy đủ. Đây là hàng chính hãng Ryobi, hãng thương hiệu nội địa Nhật Bản. Có bát Fuji FX7 luôn và chưa hạ bát luôn nha. Dàn khuyên Fuji loại xứ xám hết. Cần thì nó có hai khuyên chạy cho mình. Và phôi carbon sẵn. Cái cần này hiện tại cái ngọn của nó là 2 ly nha các. Và thuộc mẫu lóng dài. Đánh câu bạc bãi biển được. Đánh bạc bãi biển được là ngon. Đấy, nguyên vẹn gốc tới ngọn và dòng Power Action của hãng DOB nha. Cái cần có đường kính ngọn là 2 ly, trọng lượng 423g. Mã số 21, giá là 1.150.000. 21, 1.150.000. Rồi sang 22, gửi đến kênh máy câu AC20, hàng nội địa Nhật Bản nha. Cái này Japan luôn nè các. Đấy. Máy này thì thuộc máy bên tay phải các. Không đổi được tay ha. Tay quay xích cốt cho mình. Và có lăng chi cước sáng nè. Nói chung con máy này là tuyệt vời. Mô bin sống đầy đủ. Đấy. Sai thực là 3.000 nha các. Các anh vào số cước là 2 là 290m. 3 là 200. 4 là 130. Giá bán là 100. Con này em bán 190 nha. Mã số 22. 190.000 cho con máy câu size 3.000 này. Anh nào thuận tay phải thì mình dùng nha. Rồi sang những con có thể đổi tay nè. Sang mã 23 là một con máy Daiwa Spinter ST650. Con này size 2.000 thôi. Hàng nội địa Nhật Bản luôn ha. Đấy, hôm nay máy con máy hợp kim ok tốt hết cho mình. Cối là carbon ca. Còn thân là hợp kim ha. Đổi tay quay trái phải được. Con này máy Nhật, giá bán 250. Mã số 23, 250.000. Ngoại hình thì anh nào mua hàng Nhật Bản không quan trọng ngoại hình thì mình mới lấy hộ em ha. Đấy. Đây là hàng nội địa Nhật Bản, Japan. Mã 23, 250. Sang 24 nè, đây Japan nè, nó đóng ở đây nè các. Đó, con này là Ryobi RX01, vòng tua là 3.8 nha. Đấy, con này size khoảng 3.500. Tầm 3 đến 4.000 cho mình. Và cái về câu đơn ngâm lăng xe cũng được. Thân hợp kim cối carbon, logo Ryobi nè. Lăng cước sáng đẹp nè. Mô bin sống đổi tay quay trái phải được. Máy chạy tốt ha. Mã 24, giá là 269.000. 24, 269. Rồi em sang 25. 25 là một con Daiwa ST900B. Thì con này size thực 4.000 nha ca. Size 4.000. Này mô bin sống này ha. Thân hợp kim cối carbon. Đấy. Lăng sáng luôn.
Đấy, quay ok nhẹ nhàng. Hôm nay có 4 5 3 4 con máy giống nhau nè ca. Rồi 280 nha ca. À, mã số 25, 280.000, size 4.000. À, em quên đọc thông số cước thì con này size 4.000, cước 3 260 m, cước 4 190 nha, cước 5 là 150. Rồi sang mã 25 cũng vậy luôn, nó giống con như con kia luôn ha. Đấy, thì giá bán cũng vậy luôn, 280 k, em bán đồng giá hết, tay quay độ trái phải được luôn ha. Đó, quay nhẹ nhàng không lỗi lầm nha. Rồi mã 26 giá 280 k. Sang mã 27, một con Daiwa ST 950, con này hàng nội địa Nhật và có size thực là bằng hai con kia luôn, size 4.000 luôn nha. Mô bin sóng lưỡi gà keo nè, có cước 5 cái anh vào cũng là 120 luôn, nói chung là bằng nhau. Daiwa lăng cước còn sáng nè. Đấy, tay quay nhẹ nhàng tình cảm ha. Máy nhôm, máy kim loại, máy Nhật bài, nó còn hoạt động tốt ha, không bị xào lắc ha. Máy mã 27 giá 280.000, 27 280. Rồi tiếp theo là một con Daiwa Super A No Con, con này hàng nội địa Nhật luôn, size 4.000 luôn ca. À, thân hợp kim cối là carbon này, mô bin sóng lưỡi gà keo luôn, tay quay trái phải được, lăng cước của nó hơi mờ tí ca. Đấy, máy quay không bị xào nha, có chạy bạch trạng nhưng máy không bị xào và còn hoạt động ok. Đây là những con đời cũ. Giá bán là 250, mã 29 250.000. Sang 30 là một con tốt đây ca, con này là một con Olympic LX nha, con này size khoảng 4 5.000 cho mình, con này đánh bạo lực ca, đánh ba tiêu cũng được, đăng xe cũng được, ngâm cũng được, rất là ngon nha. Máy hợp kim nguyên khối Olympic màu đỏ, đổi tay quay trái phải được luôn, lăng cước sáng đẹp nè. Đấy, máy ok nha. Máy này có thông số cước 3 330, 4 235, 5 là 180 m, toàn thân là full hợp kim, tay quay là núm gỗ này, ở đây có hoa văn nữa ha. Máy ngon lành ra, khi quay thì nó có tiếng rê lưỡi gà ha. Con này câu là bạo lực đó ca, con này rất là chắc nha. Rồi, mã 30 giá bán là 489.000, 30 489. Em sang 31, con này size hơn 5.000 nha, hàng nội địa Nhật Bản, máy Daiwa, Daiwa 2.500 bên và size là hơn 5.000. Lăng cước còn đẹp luôn, cối là hợp kim luôn nha, có đóng logo Daiwa nè ca. Con này bạn đời thấp hơn nữa ca, bạn đời thấp hơn nữa ha, cái logo này nè, logo đợt sau á là logo mặt trời, cái logo này hình con cá của Daiwa. Tay quay thì mình siết ha, siết ở đây, con này quay còn rất là mượt mà. Anh nào muốn chơi đồ cổ, bác nào muốn chơi đồ cổ thì mình dùng những con máy này nha, con này còn rất là mượt, đổi tay quay trái phải đều được ạ. À, đây cái ốc đây ạ. À, mã 31 giá bán là 290.000, 31 290. Rồi sang mã cuối 32, con này nó có sơn nè, ha, có sơn đen nè, con này cối còn đẹp luôn cho mình và có tay cò ca, có tay cò nha. À, con máy Daiwa Spotlight 1000LB, vòng tua cao là 4.9, con này size 5.000, size 5.000 nha, có lăng chi cước còn ok nè, còn lăng luôn này, đụng vào nó lăng luôn này ha, và có mô bin sóng lưỡi gà kêu thoải mái. Con này cước 3 200 m, cước 4 140, cước 2 là 208, logo Daiwa bóng đẹp ở đây nè.
Đó, có thắng tay cò luôn các anh, vừa mua binh sống vừa có thắng tay cò cho mình nữa. Đấy, đỡ có chốt chặn nữa ha. Hai chiều đều được. Và máy hoạt động mượt, không bị xào lắc. Đấy, có thắng tay cò nha. Rồi, máy này thì bán giá là theo tình trạng máy là 480 nha. Mã số cuối cùng 32, 480.000. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ giúp em được like, được chia sẻ nha. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692 ạ. À. Xin chúc các anh đi cầu may mắn.